Chào cơ bác, hôm nay lại đến nhà nhà anh Tuấn thì có cái yêu cầu là hai anh em cùng là vật lá cây này và làm lại răm. Đấy, cái cây xanh quê bám đá, bám đá rất là nghệ thuật, một cây trong những cây khá là giá trị đây. Đấy, bám đá như là hơi khó nhìn một tí. Đấy, bám đá có cái đế rất là vững chãi và cái mỏm đua ra khá là hay. Một cái cây có thể nôm na hiểu là cây ngũ lão giáng đình nếu mà các cụ ngày xưa hay gọi, còn bây giờ nó là cây bonsai nghệ thuật thì cũng khó gọi cái dáng thế của nó lắm đó. Đấy, thì một cái cây cũng bán đá rất là lâu rồi và khỏe, bệt hết vào đá này, bệt dính vào đá này. Đấy, bệt dính vào đá. Đây này, con nhìn bệt dính vào đá. Đó, hòn đá đây, có cái mỏm đây. Đấy, có mỏm vừa ra. Và đang có 1, 2, 3, 4, 5 cái thân. Cứ gọi là ngũ lão giáng đình, các bác, các cụ ngày xưa hay gọi đi. Đấy, cái dễ buông xuống. Dưới này chân chiếc ăn xuống cái bên này. Cái chậu này thì cũng mới thay sang thôi. Đấy, vặt lá thì các bác nhìn nó mới rõ được. Thế là này mà vặt hết lá và tỉa lại răm cây này tí thì cho nó rõ nét tí. Đấy, các bác nhé. Rồi, để triển khai thôi. Hơi sớm nhưng mà không sao quá. Nó răm nó vẫn còn hơi xanh nhưng mà phải được, làm được. Làm chơi sớm. Rồi. cây ngọn đang để xem lửa và để nuôi cái thằng giữa đấy sao, từ từ sao không? Kiểu đang như là nuôi chuột. Hay lát nữa xem tính em nào, nếu không thì không theo. Để lọc. Kéo cắt vào cái này hay hơn. Vâng. Cái này cắt xứ hơn nữa. Tay vào cái chỗ gọn lấy xong rồi là lúc lấy ra là đẩy ra. Chuyên tiền lá hơi sớm tí.
bỏ này lâu nhỉ, từ bao lâu rồi đấy? Mấy tháng rồi mà lên chậm thật đấy. Lên nhanh đấy nhưng mà nó... Thực ra một năm thì được, nó làm có một hai lần nhưng mà hai lần. Hai ba lần. Vặt con này lâu phết đấy. Cứ để nó ổn định chậu rồi ép sau để giờ quan trọng là khỏe để bùng bùng rồi. Sao cái rêu mùa này nó mùa này nó thành nước như không có hết đấy, thì trừ khi để được cái khay nước đấy thì đỡ. Ở dưới là nó kiểu như có một cái mảng đá gì cứng lắm, không lấy được. Nó ôm lên cái một cái mảng đá mỏng kiểu như là chắc dưới này. Dưới đây. Có khi ngày xưa nó không vào đá. Nó chịu luôn. Cái cây con hồi sáng nghe người ảnh anh ấy. Cây nhổ cỏ không nhổ được. Cái gì? Nhổ cỏ không nhổ nổi. Chặt cứng chắc cái đấy còn đất còn ly đấy, những cái đấy thì hôm nào chắc làm không. Hôm nào làm bao đất xong về thay mà cái chào thay em quẳng lên cả chậu cả ấy sang thùng xốp nhưng mà chưa làm được. Kiếm cái cuốc để đào ở đất quẳng cả chậu cả cây vào thùng xốp xong cho nó lan sao để giữ được cái cốt chậu. Đấy cũng là trồng trồng chậu đấy. Rồi của chậu nó chưa đâu, thấy luôn. Giờ phá mất cốt chậu.
giờ mới được có một nhánh. Thì vì sao mà cây này chấp nhận là vặt sớm là vì có cái giò nó tí nữa, thì em muốn hai anh em muốn xử lý của cái ngọn này, ta muốn thay thế hoặc là có thể giật cái ngọn mới để tính toán xem như nào. Chưa kịp cắm kỹ cái này quá, nó rậm rạp quá, khó nhỉ. Đấy, để vặt hết nốt lá rồi nói chuyện với các bác nha. Đã vặt xong thời lá để định hình các bác xem là cái ý tưởng là như này. Đây, mặt chính của cây đây. Mặt chính của cây là nhìn cái mỏm đá ở đây. Nhìn cái mỏm đá ở đây thì có một số cái điểm mà đang muốn xử lý như này. Tức là cái ngọn này thì xem đã tối ưu chưa và có thể dựng cái ngọn khác trong tương lai để thay thế không. Đấy là một vấn đề. Cái thứ hai là cái việc khi cái mô chọn mặt chính ở cái mặt này. Hiện tại là đang lựa theo hòn đá là mặt chính là mặt này. Thì cái tay này nó đang hơi bị kiểu như hơi một chút thôi, chọc vào mắt mình một chút. Đấy thì đang muốn làm nhẹ bớt cái tay này đi. Đấy thì cái cổ này nó khá to vì nó được ăn vào cái rễ này. Cổ nó khá to nên là suy nghĩ sẽ phải làm như nào cho nó thuận mắt một chút, thuận mắt một chút. Nó là một lỗ nhỏ thôi, không ngoại cái gì to tát cả. Đấy, và cái thứ hai là mong muốn là cái tay này nó sẽ đua ra cái mỏm này một chút, không đua hết, đua một chút thôi. Đua một chút mà có cái rễ nó ăn từ đây xuống thì tuyệt vời. Đấy. Rễ xuống thì cái răng hiện tại nó khá dày. Sau này cứ cằn cỗi như cái tay này là hợp lý. Như cái răng của tay này là hợp lý. Đấy. Đấy, các bác nhìn mỏm đá xa xăm. Mỏm đá. Bên này ngồi chơi vơi giữa hai cái tầng đá đây. Và cái tay kia cố gắng đua ra một chút nữa thì đấy là ý tưởng của em như vậy. Đấy. Đấy các bác. Rồi bây giờ vẫn phải suy nghĩ, trong quá trình vừa suy nghĩ vừa tỉa răm thì nó sẽ ra được cái ý các bác. Triển thôi. Cây kia là điền đấy chứ nhỉ? Cái nào? Cái này là cái của Tuấn này. Có hai cái điền. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm em quê một em là bóng. Là một. Cái đất này và ở dưới liệu nó có người xong nó dính kết với nhau không? Hay là nó vẫn cứ kiểu là nó nở ra rồi nó vẫn... Có đấy, không dính, sau nó tan bớt đi. Nhật nhất ấy, nó trồng những cây to đùng vào đấy này. Toàn đổ ở đây, nó phải gông dây thép ở dưới. Vì đất này mà chỗ lại không ấy được. Nhất là bọn Nhật thì không nói, bọn Indo nó hay là những cây bo mà trồi trồng bé tí.
cây toàn dùng mấy chậu thì vừa khít. Xoay đúng không? Của ai? Của bản xoay của mình làm cái cũng vừa vừa, không làm được cao như của chỗ ông Tân đúng không? Thank you.
Nhà uống nhéo và đá nhỉ.
phòng ngủ đi xong đấy, tập trung chưa lại đâu, đã xong rồi gì đó. Số điện thì bây giờ chỉ là nó chỉ cần bắt cái bít thôi, gọi được rồi. Sau này bây giờ hợp lý này. Nhìn thì ổn, sau này nó dài một chút nữa, tư thế nó phải đến đây đấy, không mong muốn như thế, đang muốn nơi cái này thì vào đây bên này khỏe quá, bây giờ để thì nhìn nó ổn rồi, nhưng mà nó khi mà nó phóng ra như này nó lại khi mà một lần sau mình rút nó lại ra đây hơi vào mắt một tí, đang cố gắng nó lái sang này một chút đấy, thì nó đỡ trong bẻ, nó bẻ ra nó bẻ đó. Từ từ lấy kéo kia thì sợ cái này nó đi, đang nghĩ xem là nó nên cắt cái khâu để lát nữa cái làm xong cái đội kia xong rồi bắt đầu xem lại cái chỗ này nó ăn chỗ này nó
hỏng hết chỗ này. Đi kia chậm. Cắt một dây, cắt đủ một dây, đã một dây thôi xong rồi. Đấy, nó làm nước sẽ mang ra lưới thành đậu xuống hết rồi. Chắc là như thế là nó lấy rồi đấy. Nó vào phòng rồi. Tinh thần là đang làm này, lựa theo cái hòn đá này. Một nấc đây này, một cái đây này, một cái này, một cái đua cái này, cái kia. Ngày xưa gọi cây này là ngũ lão giáng đình này. Năm thân này, giáng đình này. Anh thấy em mất nhịp luôn rồi, còn chưa vừa lòng sao? Anh em mang cái này, chỗ này bông này, bông, cái này là cần thiết điều gì xong nuôi để hạt lên cao, hạt là bông ở trên nữa. Không, hoàn thiện nó chỉ cao đến đây thôi. Mọi thứ sau chỉ rút đến đây thôi, không thể cao hơn, để cao hơn thì xấu. Đấy, em đang tính cho này. Cái này, không, đang tính, cái này thì chưa thể cắt luôn được, xem có thể nuôi cái nào để nuôi song song ấy. Thì lấy lại được không? Vấn đề là mấy cái kia thì đẩy vào thì hơi xa đấy, đẩy vào thì hơi xa, đẩy một cái nhánh nào ở đó ở những cái tay kia vào thì hơi xa. Tôi yêu nhất chắc là để lại cái này. Cái kia thì phát đây nó chậm. Chắc là phải đến nguyên đấy. Sau thì cố gắng kéo cái này xuống đây một tí nữa. Đâu này, có cái bông từ đây giật xuống này. Đây. Kéo cái nó đang hơi nghiêng như này. Em này thích nó về hôm này một tí nữa. Xong mình lấy cho mình nghiêng lại cái đá xích nó lùi vào đây một tí. Cần thiết cho mình đấy, cho viên đá đang ngồi cái này. Cái này thì tốt hơn nhưng mà đang ngồi cái này thì hay hơn. Xuống giật khoảng độ 2 tầng nhẹ xuống đây. Nó đỡ vểnh cái này lên. Cái này đang hơi dày quá. Mà phải đuổi ra bên này một tí. Chẳng hạn như cái cành này để làm gì? Kiểu như là cái bông bóng ở đấy, nó cắt đi thì thôi. Mà tất cả nó đang hơi dày cùng nhau ấy, nên là bỏ một thằng đi cũng khó. Tất cả nó đang như vậy. Giờ nuôi cái cá này để ở đây một tí. Thank you.
trồng những phong cảnh những người như trồng những cây trong nhà này. Các bạn đấy, có khi hơi mất thời gian quá, vừa suy nghĩ vừa làm suy nghĩ mà đấy, ý tưởng của anh em tạm ổn ạ. Cảnh này nó cũng đỡ, sau này cũng sẽ phải cắt bỏ cái khẩu này, cũng sẽ phải cắt bỏ khẩu này, cắt bỏ khẩu đấy cho nó ra đuôi ra chỗ kia đúng không? Vâng, một nhẹ một tí ở đây thôi, không đua cái bông này nó ở đây rồi, cái này chỉ là bóng cho những cái kia này, bóng lại hơi to, dần dần mình đang chọn nó mặt chính này, đoạn đây từ đây mà thu ngắn lại thì chỗ này dăm nó lại như thế kia, nó không thoát, đang lái nó ra ngoài này, tí nhẹ tí đây, cái này nhẹ tí đây, tí xuống dưới này, này đuổi đây, dài kỳ. Cứ bay tự nhiên này nhìn thích, cảm giác lượn theo hòn đá, nhìn bay thanh thoát, thấy sao hơi rộng. Chỗ này khá là dập xuống là không dập vì sau lấy răm làm phải điều kiện cắt cái khẩu này đi, rồi cắt thì sau này cái chỗ này nó lít cái sẹo này làm nó bo phết đấy. Đang suy nghĩ
chỗ này nó sẽ có một cái sẹo đây, nó chùm lên nó sẽ to hơn trong này nhiều. Cho em một cái cườn cắt sâu trong. Cắt nhé. Đến cố gắng lên đến đây. Sau đó lấy ra. Cái này sau nó sẽ như bông trong. Xong gọi là tạm ổn. Thì ý tưởng nó cũng đã trình bày với bác các bác ở trong cái quá trình làm ấy, thì mong muốn là răm nó thoát được như thế, cái tay này nó thanh thoát và nó bay. Ở đây nó hơi dày, chỗ này hơi dày một chút, hơi dày một chút đấy, hơi dày một chút thì sau này sẽ cố gắng lấy những cái răm này lên làm để làm những cái bông ở trên, xong rồi để cho thoát thân này ra. Thoát thân này ra thì có đấy, nó là vấn đề nhỏ thôi. Vừa mà anh em vừa cắt đi chỗ này để cho nó đỡ chọc vào mắt ấy, đỡ chọc vào mắt. Sau làm một số cái bông để lái xuống này một chút nhẹ, tất cả hai cái bông chỉ đến đây thôi, và cái này cũng sẽ dần một tầng xuống dưới nhẹ đây để đỡ lấy cái phiến đá này, cái mỏm này, và cái tay này sẽ nuôi tay này nuôi rộng ở đây một chút để đua ra cái phiến đá này. Đang lựa theo hòn đá mà bác, cái tay này thì lượn bay theo đường xoáy của hòn đá thì hợp lý thôi. Tay phía sau thì cũng vậy. Đấy, cái ngọn này thì tối ưu rồi. Theo anh em tôi thì không bỏ đi được, không nên bỏ đi, nhưng mà không bỏ đi, không nên bỏ đi. Đang tính là để có cái phương án nào hay hơn mà giật cái ngọn khác, nhưng mà thực tế cái này nó đang tối ưu rồi. Các bác thì cố gắng cho ý kiến thêm, nhiều khi không chưa nhìn thấy hết được cái nét của cây. Đấy, các bác nhìn. Các nhìn này. Đó. Chỗ này đang hơi bị dày. Bởi vì là ngày xưa thu nó ngắn này. Thu nó ngắn quá mà. Không phải ngắn quá mà thu ngắn. Thì nó rụt rịt lại thì tay cành nó to khỏe thì răm nó dày. Dễ hiểu. Sau này sẽ hết mà. Đấy, sau này những cái này nó lớn lên nó làm chủ đạo thì nó sẽ lọc đi được những cái ở bên trong này thì nó sẽ đỡ. Đấy. Mặt sau hơi chật các bạn, cho nên là em cũng phải buồn cúi một chút. Trồng những cái cây khá là nhiều tiền đấy các bạn, khá nhiều tiền rồi. Xin cảm ơn các bác theo dõi nhé, cây của anh Tuấn nhé, cây anh Tuấn Đặng. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Ngày mai nhớ ra chợ các bác nha.